kìa, bé mưa, chào 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 chào. À, không hiểu sao mỗi lần cứ nhìn em rất là dễ thương luôn bé mưa, trời ơi yêu em nhất luôn nè. Chào 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 chào. À đúng rồi, chắc bây giờ em cũng đói rồi đúng không? Để chị coi có đồ ăn không. Ủa gì kỳ ta? Trước chị nhắn chị có mua đồ ăn cho em mà sao giờ hết nhanh ta? Chẳng lẽ bé mưa bọn này ăn nhiều à? Thôi chắc mình nghĩ mình sẽ mua đồ ăn mà không biết chỗ nào mua bán đồ ăn cho chó ta. À đúng rồi, hình như là cái tiệm ngoài này nè có bán loại đồ ăn cho chó đúng không ta? Đúng rồi, bé mưa đợi chị xíu nha. Chiu chiu. Na 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 na. Đi mua đồ ăn thôi. Ôi là bọn mẹ khu thế. Anh nha. Chào mừng quý khách đã quay trở lại đến với cửa hàng của chúng tôi. Hôm nay quý khách muốn mua gì nào? Cửa hàng của chúng tôi có rất là nhiều loại đồ ăn như là pizza nè, bún bò nè, và có thịt gà nè, chả cá nè, và tất cả những gì mà quý khách yêu cầu chúng tôi đều có cả. Quý khách muốn mua gì ạ? À, tôi muốn mua đồ ăn cho chó, không biết là quán mình có không ạ? Đồ ăn cho chó sao? Đúng rồi á. Cậu sao vậy? Đồ ăn cho chó sao? Trời, tất nhiên là có rồi. Chúng tôi ở đây là bán rất nhiều loại thức ăn mà. Cô đợi tôi xíu nha. Nè. Okay. Đồ ăn cho chó. Đây. Đồ ăn cho chó của cô đây. Đó. Đó. Trời ơi, sao không vậy? Không, đó, đồ ăn cho chó của cô đó. Cảm ơn nha. Của cô là hết 190.000. Hả? Gì dữ vậy? 190.000. À thôi thiếu cũng được, đi vô nhà đi, biết sao trả. Trời, nhà của tụi mình kế bên nhau mà, có gì đâu mà lo, đúng không? Đây là trả cho cô nè. Ôi trời ơi, cảm ơn cô nha. Hãy đắc hơn tập nhập nha. Na 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 na. Bé mưa cô ta chị ơi. Chị mua đồ ăn rồi nè bé mưa. Tất ra. Ok thì bây giờ chị sẽ để đồ ăn ở đây nha. Đó, đồ ăn bị chất lượng đó. Nhớ ăn nha. Yêu lắm. À, bây giờ chị đang ngủ nha. Bye bye em ơi. Anh nha. Thương ghê á. Chị. Yeah. Hey, cuối cùng cũng win game rồi. Trời ơi là trời, mình chơi cái game bao nhiêu lâu nay, bây giờ cuối cùng mình đã win rồi. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với channel của mình. Mình là Karen và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một video Minecraft nữa. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên là cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe. Và ngoài ra thì nếu mà các bạn yêu thích thì có thể ấn vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của Karen nha. Yeah, và ngày hôm nay thì mình sẽ đến với một video Minecraft nữa. Và hiện tại đây mình đang ở trong nhà mọi người ơi. Mình vừa mới chơi game xong. Bây giờ đói quá, mình nghĩ là bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nhà để coi là có gì ăn không đã. Ủa đây chỉ là bé mưa thôi mà, có gì đâu. Khoan đã. Ôi, không có gì á, mình bị nhầm rồi. Ôi trời. Bé mưa. Hả? Ê, mưa. Trời ơi, con bị cái gì vậy? Trời ơi là trời, sao bé mưa tự nhiên nó bị to như vậy luôn các bạn ơi? Hả? Trời ơi, sao tự nhiên bé mưa nó bị to luôn rồi nè. Trời, nó bị biến to hình như khoảng trời 8 phần luôn á. Trời, bạn nào mà biết bé mưa lý do tại sao bị biến to như vậy thì các bạn để bình luận bên dưới nha. Gì vậy trời? Tự nhiên mình vừa mới ngủ dậy cái mình thấy mình vừa mới chỉnh về mình ngủ dậy mình chơi game xong thì mình xuống đây thấy bé mưa nó to đùng đùng luôn. Trời, không hiểu gì luôn á. Đúng rồi. Simmy ơi. Xem. Ủa mới vậy hả? Trời, hôm nay Sim có nấu đăng ngon lắm luôn á. Trời ơi, bây giờ mà còn bà còn nấu cái gì nữa? Thiệt tình đó, vô đây. Trời ơi. Dạ? Sim hồi hôm qua giờ Sim có làm gì con mưa không vậy? Trời, có làm gì đâu, nãy mới cho mưa ăn xíu à. Nhìn nè. Trời. Mưa thôi mà gì đâu, nhưng mà từ nhìn kỹ chưa? Một bé mưa. Ủa sao nó to vậy? Trời ơi, đó là đó. Trời ơi, đó là lý do đó. Sao nó to vậy? Ủa gì kỳ vậy? Ủa nãy nó mới ngang xem thôi mà sao giờ nó bộc phát? Trời ơi. Thì đó Kai mới nói đó. Trời ơi, sao tự nhiên con bé mưa nó biến thành to quá vậy? Kỳ ta, sáng cho ăn chừng này thôi mà sao giờ nó to vậy ta?
Trời ơi, thiệt tình luôn á, bây giờ mình tụi mình không hiểu lý do tại sao bé mưa nó biến thành to như này luôn các bạn ơi. Tôi bây giờ chạy tôi đang ngồi à, ừ, nhưng mà có khi nào là nó chỉ gọi là to theo kiểu lớn bình thường không? Chắc là vậy á. Làm sao mà như vậy được coi, một con cá bình thường thì sao bé mưa xíu nó lại lớn rồi, tự nhiên bây giờ nó to chắc chắn nó đừng nó béo lên nha. Có thể là do nó béo lên á. Thôi nhưng mà bây giờ Sim cứ gọi là đừng có lo lắng. Bây giờ tụi mình sẽ để tới ngày mai. Nếu mà ngày mai nó còn to nữa thì tụi mình sẽ gọi là tìm cách giải quyết. Còn bây giờ mình vẫn chưa biết được sự thật là gì, cho nên là tụi mình hãy để đây đi. Ok. Bé mưa của chị ơi. Sao to sao bé mập vậy trời, quan giúp lúc à. Trời tự nhiên nó mập rồi. Thôi nói chung là Sim đừng có lo đó, cứ để là ngày mai xem nó như thế nào chứ đã. Bé mưa ăn rau nha, nhà ăn rau nha, cho em ăn rau nè. Ôi trời, cuối cùng cũng đi về nhà. Họ công nhận đi champion vui ghê luôn á trời bây ơi. Trời. Hello bé mưa, trời bé mưa. Ê hình như bé mưa nó nhỏ hơn xíu rồi đó Sim ơi. Ê khoan. Vậy nó cao hơn Sim luôn. Trời, nó còn cao hơn Kai nữa nè. Bưa ơi, trời ơi, bị biến cái gì bưa. Trời ơi. Cái này béo đâu Kai ơi. Cái này là vậy là, vậy là bé mưa này nó bị bệnh rồi hay sao nè. Ê khoan đã, hôm bữa giờ Sim có cho nó ăn bậy gì không? Không có, sẵn cho nó ăn cái này à. Mua ở ngoài kia xong rồi áo rồi, lúc mà Sim mua thì gọi là cái bạn mèo kia cười. Cái gì? Cái con mèo kia nó cứ vậy hả? À sao tự nhiên cho Sim gọi là mua đồ ăn xong rồi mấy mưa ăn giống nó từ lâu bây giờ nó cao được nữa là móc nó cao 2 mét như Slenderman nha. Không biết là không biết là ở ngoài kia cái tiệm đó nó bán có âm mưu gì không mà sao nghe có dễ dàng chảo quá vậy. Chắc là thôi được rồi. Chắc ngày mai là tụi mình sẽ đem con bé mưa tới bác sĩ khám rồi. Không có được rồi. Bé mưa này là to quá à. Chết tụi mưa to quá trời luôn rồi nè. Rồi mình không biết là bây giờ nó còn phát triển được nữa hay không nữa. Nếu mà nó phát triển nữa nó sẽ to hơn nữa. Trời ơi là trời. Đúng rồi. Bây giờ xin gọi cách này nè. Bây giờ bé mưa to chắc chắn có nguyên nhân chắc chắn do con mèo mà vàng khà cái kìa. Tại sao tụi mình không tới hỏi nó cách gọi là đưa thuốc dại trong mưa uống đúng không? Ok, để hỏi thôi. Đúng rồi. Dạ. Hả? Đối xử vậy với mưa của tôi hả? Nè con mèo. Nè con mèo vàng khè kia. Đi đâu rồi hả? Con mèo kia. Con gà đâu? Nè. Con mèo con gà đâu rồi? À, thủ phạm chắc chắn là con mèo đó rồi. Chắc chắn là nó rồi. Trời ơi, bây giờ mình phải làm sao đây? Nếu mà hung thủ thật sự là hai bọn nó, mà bây giờ hai bọn nó đã đi mất tiêu rồi, làm sao để có thể có được cách giải trời? Chết mất. Thôi bây giờ chở ra mai cả sẽ đem nó tới bác sĩ xin yên tâm đi nha. Thôi bây giờ tụi mình vô nhà đi. Con mẹ chết tiệt này, sau này tao không ăn gà của quán mày nữa đâu nha. Sáng sớm mà chị Mila với vợ thì tại nó vụ gì? Vụ gì vậy? Trời, đang đùa vui với bé mưa. Ôi bé mưa tính ra nó cũng đùa vui. Gì? Ủa, bị gì vậy? Trời ơi, nó đang cắn bé mưa. Trời ơi, nó lộn, nó đang cắn Simi. Mình tỉnh. Con của mẹ. Cuối cùng thì hồi nãy giờ cũng nhốt được nó rồi. Bé mưa à, trời ơi sao cắn chị vậy? Em sao vậy? Trời ơi con bé mưa này thiệt tình đó nha. Nó lớn lên là sao nó tinh nghịch ghê, dễ sợ luôn á. Còn bé mưa này thiệt tình luôn á. Ê không có được tinh nghịch nữa chưa. Hôm nay là đi lên kê với chị Chim cho em ngủ ngoài đây đó. À bé mưa à, bình tận nha. Thôi rồi đi vô nhà ngủ nè. Bé mưa này. Mưa sao vậy ta?
đi đâu rồi? Thế nên phải báo người ta tiếng nhá. Mệt lắm rồi đó. Hello bé mưa nha. Hả? Hả? Ê! What the? What the? Sau khi bé mưa ăn xong này, bé mưa sẽ trở lại bình thường, bởi vì đây cũng là món bánh mà giúp bé mưa biến thành người nè. Bé mưa ơi, em bình tĩnh chưa dạ? Bé mưa ơi, bé mưa trở lại bình thường nè. Trời ơi, trời ơi, bé mưa ơi. Trời ơi, là trực cưng của chị. Đây là mày tóc không chứ? Bé có chuyện gì vậy? Bé có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, chỉ là bé mưa biến thành bình thường thôi. Ông cho ngủ đây. Ok, bye bye. Nè, ngủ. Rồi đây.